Song Thế Sùng Phi là bộ phim xuyên không ngọt ngào đã nhận được không ít tình cảm từ phía khán giả. Ngay sau khi phần 2 của bộ phim còn chưa kết thúc, phía nhà sản xuất đã công bố sẽ tiếp tục sản xuất phần 3. Điều này thật sự khiến cho fan hâm mộ vô cùng vui mừng và mong ngóng. Phần 3 dự kiến sẽ có nhiều sự mới mẻ và có thể sẽ không còn màn xuyên không nữa. Nội dung của bộ phim xoay quanh nhân vật nhân viên bất động sản Khúc Tiểu Đàn do Lương Khiết thủ vai, vô tình xuyên không vào Khúc Phủ, sống chung một thân thể với nhị tiểu thư Khúc Đàn Nhi. Ninh hồn Khúc Đàn Nhi một lòng say đắm Mặc Dịch Hoài, nhưng ninh hồn của Khúc Tiểu Đàn lại dành tình yêu cho bát vương gia Mặc Liên Thành. Cuối cùng, Đàn Nhi bị suy kiệt nguyên khí mà tiêu tán linh hồn, chỉ còn lại Đàn Nhi sống tiếp với thân phận bát vương phi. Phần 2 của Song Thế Sùng Phi là câu chuyện tìm vợ cảm động của Mặc Liên Thành sau khi đôi vợ chồng trẻ bị chia lìa ở phần 1. Sau phần 2, khán giả tiếp tục hô hào và mong đợi Đàn Thành phù phụ, khiến nhà sản xuất nhanh chóng lên tiếng sẽ cho sản xuất tiếp phần 3 của bộ phim. Và thật đúng như kỳ vọng của fan hâm mộ, phần 3 của Song Thế Sùng Phi đã chính thức được khởi quay vào tháng 6 năm 2020 vừa qua với sự trở lại của dàn cast chính. Hiện tại, phần 3 của Song Thế Sùng Phi đã chính thức được đóng máy, dự kiến phim sẽ được lên sóng trong đầu năm 2021. Các bạn hãy đón xem và ủng hộ cho đoàn làm phim nhé! Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.